Thực phẩm, lương thực là những mặt hàng thiết yếu hàng ngày có tác động không nhỏ đến sức khỏe giống nòi của con người. Chính tầm quan trọng đó mà việc kiểm soát chất lượng thực phẩm, lương thực luôn được người dân và ngành chức năng đặc biệt quan tâm. Vậy kiểm soát chất lượng rau thịt như thế nào để có hiệu quả? Phóng sự sau ghi nhận các hoạt động này. Trong cuộc sống, các loại rau, thịt, sản phẩm từ thịt luôn có mặt trong khẩu phần ăn hàng ngày và là nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho sự phát triển thể lực, trí lực của con người. Tuy nhiên, nếu các loại thực phẩm này không đảm bảo an toàn, thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và giống nòi cho các thế hệ mai sau. Hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2015 với chủ đề Sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau thịt an toàn, Đoàn Thanh kiểm tra liên ngành tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành thanh kiểm tra các cơ sở kinh doanh rau thịt trên địa bàn toàn tỉnh. Tại lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung thành phố Đà Lạt, nơi đầu mối cung cấp trên dưới 35 tấn thịt mỗi ngày ra thị trường, đoàn kiểm tra ghi nhận những nỗ lực trong chấp hành an toàn thực phẩm ở nơi đây. Về cái quy trình giết mổ và hoạt động đối với các cái hộ kinh doanh giết mổ tại lò, thì cái thứ nhất là tất cả gia súc gia cầm nhập vào lò là phải có hóa đơn xuất xứ hàng hóa, đảm bảo được cái vấn đề vệ sinh thú y đối với con gia súc gia cầm. Vấn đề thứ hai nữa là cái nguồn hàng xuất ra là phải được cơ quan thú y về cái kiểm dịch động vật, tức là về cái kiểm soát giết mổ trước khi đưa ra thị trường để tiêu thụ về cái đối với cái con gia súc gia cầm. Khi nơi cung ứng thực phẩm thịt cơ bản chấp hành tốt các quy định an toàn thực phẩm, thì tiểu thương bán buôn, bán lẻ rau thịt cũng yên tâm khi bán sản phẩm cho người tiêu dùng. Các quầy sạp bán hàng đúng quy chuẩn, hệ thống nước được cung ứng đảm bảo vệ sinh dụng cụ, khám sức khỏe được chấp hành, tạo điều kiện tốt cho việc nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm. Chị là bán thịt heo là của công ty làm ra, của lò mổ của nhà nước. Mà tụi chị lấy hàng đây bán đây là đưa ra là có dấu kiểm dịch đàng hoàng. Nói chung là tất cả mọi cái đưa ra trên bàn bán là phải đảm bảo yêu cầu an toàn thực phẩm mới đưa lên trên bàn được. Còn nếu như mà không đủ an toàn thực phẩm tụi chị không có nhận hàng. Một trong những điểm thực hiện tốt các quy định của nhà nước về an toàn thực phẩm đó là các siêu thị thực phẩm nhỏ. Sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ, nơi bảo quản vệ sinh, giá cả vừa phải đã tạo niềm tin cho người tiêu dùng khi lựa chọn mua rau thịt tại Đà Lạt. Nó khác hơn ở ngoài chợ. Ở ngoài chợ thì nó là một cái dạng sỉ và thích hợp với cái kinh doanh, cho người kinh doanh. Còn ở đây thì mình tiện cho những bà nội chợ như mình vậy đó. Kiểm tra được một số chợ và cái lò mổ thì cơ bản thì người dân cũng đã phần nào thực hiện cái luật an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhưng mà vì cái mà nhắc nhở thường xuyên thì chúng ta trong cái quá trình nó đang thực hiện luật thì theo cái quản lý chợ là do công thương. Nhưng mà công thương thì đã giao cho y tế nên chính vì thế thì cái công tác mà khám sức khỏe năm một lần thì họ cũng đã quá hạn. Và cái xác nhận tập huấn kiến thức 3 năm một lần thì họ cũng chưa thực hiện nghiêm túc. Và đặc biệt cái nguyên liệu về cái nguồn gốc thì họ có nói là họ có nguồn gốc, nhưng mà theo luật an toàn thực phẩm thì anh có nguồn gốc là anh phải xác minh được cái nguồn gốc đó có an toàn hay không. Đó là cái hợp đồng anh mua ở cái lò mổ của Đà Lạt thì nó phải có cái giấy hợp đồng với lò mổ và các cái thịt gia súc gia cầm là phải được kiểm dịch đóng dấu. Thì qua kết quả kiểm tra thì thấy người kinh doanh họ cũng đã hiểu và họ cũng có ý thức. Việc tổ chức các đoàn thanh kiểm tra các cấp trong tháng hành động an toàn thực phẩm năm 2015 vào thời điểm giao mùa và đúng các ngày lễ lớn của dân tộc sẽ góp phần làm lành mạnh hơn việc kinh doanh thực phẩm của các nhà sản xuất chế biến thực phẩm. Với sự phối hợp tích cực của ngành nông nghiệp trong kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm cũng như ý thức của người sản xuất từ việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, sử dụng thuốc thú y. Trong nhiều năm qua, Lâm Đồng ngày càng khẳng định và đảm bảo chất lượng các sản phẩm rau thịt để cung ứng cho thị trường. Đây được coi là hành trang cần thiết trên đường hội nhập kinh tế mà địa phương tiếp tục chú trọng thực hiện.